Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre jeunesse dans la résistance et surtout votre expérience en prison dans le Poulo Condor et qu'est-ce que ça vous a fait? Về câu hỏi của bạn ấy, thì có thể nói ông Français. Mấy ông Việt Nam nhỉ? Về câu hỏi của ông bạn ấy, thì chúng tôi có thể trả lời một cách rất là nhanh. Vì những cái điều đó là luôn luôn ở trong cái trí nhớ của chúng tôi. Vì dưới cái thời thực dân đó, thì đất nước chúng tôi, nhân dân chúng tôi là bị đàn áp, bị chia cắt rất là thảm tệ. Nếu mà trước 45 ấy, các bạn đến rở trên bản đồ thế giới ấy, thì không có chữ Việt Nam trên bản đồ. Mà nước Việt Nam tôi lúc đó là nó chia là Tông Canh, An Nam, là Cô Sinh Sinh này. Mà nó gọi là ba cái nước này á, cộng với Lào với Campuchia nữa thì là năm cái nước liên bang thuộc Pháp, L'Indochine Française rồi. Không có thấy tiếng Việt Nam trên bản đồ. Cho nên lúc mà chúng tôi đi làm ở cái tàu Santi lúc nãy nói chuyện với các bạn đấy, người công nhân Pháp hỏi tôi bảo anh người nước nào, tôi bảo người Việt Nam. Bây giờ bản đồ thì bản đồ ấy, bản đâu Việt Nam ở đâu, không có chữ Việt Nam ở trên trong bản đồ này. Mà họ chỉ là đây là Tông Canh, đây là An Nam, đây là Cô Sinh Sinh này. Nói như thế để các bạn thấy cái chính sách thực dân Pháp rất là tàn ác, rất là vô nhân đạo. Thế và với cái chính sách như thế là nó dụng ý là nó làm cho cái dân tộc Việt Nam ấy không còn biết mình là gì nữa. Bởi vì thế nhưng mà chính cái chính sách thâm độc của nó như thế đó thì nó lại gây một cái căm thù cho nhân dân Việt Nam thôi. Những người ở miền Bắc cũng như miền Nam cũng ở miền Trung, nói chung là cái tinh thần yêu nước rất là cao. Mà tôi muốn nói với các bạn là chỉ một cái việc, chỉ một cái việc là đồng chí Hồ Chí Minh chúng tôi, khi chúng tôi được đi vào trong Nam, như các bạn đã biết, để mà giải quyết những việc gì đấy đó, thì lúc mà gặp khó khăn bàn cãi rất là gay go. Thế có anh em mới bảo tôi bảo thôi bây giờ anh cho biết này, cho biết cụ Hồ Chí Minh là ai. Tôi bảo ô các anh không biết à, không biết cụ Hồ Chí Minh là ai à. Cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Thế tôi nói cái tên Nguyễn Ái Quốc kia thì mọi người vỗ tay. Thôi thế không phải dạy, không về bàn cái gì nữa. Nếu cụ Hồ Chí Minh là đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì xong rồi, tất cả là phải thống nhất. Bởi vì lúc bây giờ trong Nam tôi đó, có cái phong trào Việt Minh mới, Việt Minh cũ. Cho nên tranh chấp nhau. Người thì muốn giữ là Việt Minh cũ, người muốn giữ là Việt Minh mới. Thế lúc mà nghe tôi nói là của Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì mọi người mừng ghê lắm, nói thôi
Nếu mà giờ cụ Hồ Chí Minh là nguyên đại quốc mà đã về đến đây rồi thì thôi xong hết, đoàn kết thống nhất. Đấy, tôi vào Nam trong cái năm 45 ấy, thì cái vấn đề quan trọng nhất là làm cho anh em ở trong đó, đó hiểu. Tất nhiên đường lối chính sách của Đảng thôi thì là vấn đề rồi, nhưng mà còn cái người lãnh đạo ấy lúc bây giờ đấy, ta hiểu cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc ấy, thì mọi việc xong hết, cái đoàn kết trở lại rất mạnh mẽ. Mọi người rất là phấn khởi. Thế là từ đấy thì là nói bây giờ là Trung ương Đảng tôi chủ trương thế nào, bây giờ Việt Minh bây giờ chủ trương những cái gì. Thế là anh em nghe rồi là đi thống nhất hành động thôi. Thì chính nhờ cái đưa được cái tin tức này, sau tháng 8 năm 45 ấy, mà chúng tôi vào trong mà đưa những cái tin tức được về Bác Hồ chúng tôi đó, thì các tổ chức ở trong đó mà nói chung là nhân dân chúng tôi nữa, thấy là yên tâm tin vào cái lãnh đạo của Trung ương Đảng chúng tôi, đã đứng đầu là có đồng chí Hồ Chí Minh. Cho nên từ đấy đó, những cái khó khăn ở trong Nam á, có gọi là Việt Minh mới là Việt Minh cũ này, rồi thì lủng củng với nhau này, này thì là bây giờ là dàn xếp lại hết cả. Bon, est-ce que vous pouvez rappeler votre expérience dans le poulot Condor quand vous y étiez et comme vous l'avez écrit, n'est-ce pas? Ừ. Chúng tôi bị thực dân nó đẩy vào côn đảo từ năm 1936. Hả? 31. À, 31. Cuối 30. Cuối 30 thì là chúng tôi bị đẩy ra côn đảo và bị giữ ở đấy cho đến năm 36. Lúc mà cái thắng lợi của chính phủ bình dân ở Pháp ấy, thì là có cái ân xá amnesty, thì là chúng tôi được về. Thế là cuối năm 36. Thế là chúng tôi bị đẩy ở đấy là trong 6 năm. Trong 6 năm. Thì có thể nói rằng là đã là một cái đảo ở giữa biển khơi như thế rồi, nhưng mà lại mấy lần trong nhà tù nữa đó. Nếu mà các bạn có đi ra đấy thì thấy là một cái chế độ nhà tù rất là vô nhân đạo. Nó đã rốt chúng tôi trong tù rồi, nhưng mà trên cái nhà này là nó còn cho lính khác đi ở trên đấy, có cái cầu này để mà nếu có gì nó chọ súng xuống nó bắn chúng tôi ở dưới trong các cái phòng giam này. Nghĩa là nói như thế để thấy là cái thực dân Pháp ấy, nó cai trị nhân dân Việt Nam chúng tôi rất là tệ, nó không coi cái nhân phẩm con người là cái gì nữa. Tôi nói ví dụ như là lúc mà nó đánh nó gì đó đó, bây giờ chúng tôi cùng bị giam với cả đồng chí Phạm Văn Đồng, thì biết nói tiếng Pháp mà nó nói bậy thế, thì đồng chí Phạm Văn Đồng tôi mới nói phản ứng như đó, nói tiếng Pháp đó. Giật mình nhưng mà mày mới nói tiếng Pháp. Nó tưởng chúng tôi là đồ ngu ngốc cả không biết gì hết. Nhiều đến lúc nó nghe thấy đồng chí Phạm Văn Đồng tôi nói bằng tiếng Pháp mà nói cách là trách móc nó là anh làm cái chuyện ấy là rất là vô lý, không có đạo lý gì cả. Nó giật mình, nó nhìn lại rồi mày nói tiếng Pháp.
tôi muốn nói như thế để các bạn thấy dưới cái chế độ thực dân ấy, nó coi người Việt Nam không như nghĩa lý gì cả. Nó quen sống trong cái chế độ của cái đồn điền cao su, đem người ta vào đấy sống khổ rồi thì chết thì nó còn bón, người ta gọi là những cái người thợ làm cái phu làm đồn điền cao su là cái đồ phân bón cho cây cao su của thực dân Pháp là như thế, chết nhiều lắm vì nó đối xử rất là tệ, ăn uống rất kém, cho nên vào một thời gian thì là những người công rất là hoan nghênh các bạn nêu cái vấn đề này để chúng tôi có dịp được nói lại với các bạn về cái tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi. Vì nếu mà mấy chục năm trước đây các bạn đến Côn Đảo ấy, thì thấy là đó là một cái tù ngục ghê gớm nhất trên cái trái đất này. Đã là người tù mà như chúng tôi đấy, nó gọi là tù chính trị đấy, thì ra đấy là hơi một chút là nó đánh. Mà nó đưa vào ở những cái nhà giam ấy, thì không có giường, không có chiếu gì hết. Cái nền xi măng thế này này. Cho nên là ở như thế thì có nhiều người chúng tôi là bị chết lắm. Vì nằm cái xi măng nó lạnh. Thế mà nhà thì lại bị dột, mưa hay là nước xuống. Cho nên là trong thời gian rất là ngắn thôi, chúng tôi chết mất mấy trăm người. Cái tình hình như thế đó, nó đặt vấn đề cho những chúng tôi phải bảo với nhau, không làm gì cũng chết thôi. Thì bây giờ phải đấu tranh đi, nếu mà nó bắn chết ấy, thì cũng là một sự hy sinh. Mà nếu thắng ấy, thì là được cái chế độ sống nó cao cải thiện. Thế thì chúng tôi bàn như thế rồi, đưa tin đi cho các phòng, các cái chạy giam ở xung quanh đấy, để mà động viên mọi người bảo không cứ sống như thế này thì lần lượt cũng chết hết thôi. Thì bây giờ phải đấu tranh, phải đòi cái chế độ ăn cho nó có được cải thiện. Thì phần nào chết thì còn cái phần còn sống ấy là bảo đảm là sống để mà trở về nước. Thế cho nên là tất cả chúng tôi là mấy nghìn tù ở trong các cái trại giam đấy là đồng tình với cái chủ trương này. Cho nên là chúng tôi bắt đầu là nhịn cơm. Tôi đưa cơm vào không ăn, la ầm hết cả lên trong trại giam. Chúng tôi kêu la như thế là cả bên trong cả bên ngoài 3 ngày không ăn cơm mà cứ la là phản đối như thế đó. Cho nên bây giờ là cái thằng thống đốc Nam Kỳ, thằng Kuteme đó, nó phải ra Côn Đảo nó xem tại sao mà có cái chuyện như thế. Thế thì sau khi nó ra rồi không biết nó bàn với nhau thế nào, thì bây giờ nó mới bắt đầu nó có những cái cải thiện tí. Thế nó bảo chúng tôi, thế bây giờ thì chúng tôi đây không có người giã gạo, thế thì các anh ra giã gạo lấy đi, rồi ra nấu cơm lấy đi. Thế chúng tôi được, chúng tôi biết nấu cơm, chúng tôi biết là giã gạo. Thế và phải nói là khi mà nó để chúng tôi ra làm thế đó, thì một cái điều rất là đặc biệt là vì nước uống ấy, trước đây là đào cái giếng như thế, nước uống cứ vàng như là nước ruộng.
Thế thì nó khi mà nó để chúng tôi tự quản lý lấy cái vấn đề nấu ăn như thế, chúng tôi khơi giếng sâu xuống. Từ cái giếng độ 2 thước chúng tôi đào xuống đến hơn 4 thước nước. Chứ nước lên nó trong thế này. Thế là được cái nước ấy như thế, chúng tôi yêu cầu cho chúng tôi xây những cái giếng, những cái bể ở trên này. Chúng tôi lấy nước ấy, tôi đổ lên bể để phơi ra ngoài nắng. Thế thì từ đấy đó, thì cái sức khỏe chúng tôi dần dần nó được cải thiện. Con người nó khỏe lên. Thế trước thì cái giếng nước có độ chút nước thế này thôi thì ra nó múc một cái nó đổ nó dãy vào thế này cho người thì được độ 2-3 lần như thế là xong rồi. Thì không có nghĩa gì là tắm cả, gọi là cho ướt người thôi. Nhiều đến lúc nó để chúng tôi ra, chúng tôi xây dựng lại lấy giếng nước, chúng tôi xây dựng lại chỗ tắm. Thì bây giờ là chúng tôi mới được tắm tử tế. Bây giờ chúng tôi mới có nước trong để mà đưa xuống bếp nấu ăn. Thì từ đấy đó, thì cái sức khỏe chúng tôi nó, chứ trước thì ngày nào cũng có người chúng tôi bị chết, đưa ra nghĩa trang. Nhưng mà sau khi chúng tôi đấu tranh như thế, rồi thì chính phủ, bây giờ là chính phủ gọi là Front Populaire ở Pháp đấy. Thế là có đại biểu sang đi kiểm tra cái chế độ ở Đông Dương. Thế thì bắt đầu nó có những cái cải thiện như một tí. Thế thì từ đấy đó, từ năm trăm độ 35, 34, 35 thì là có chế độ cải thiện. Để chúng tôi ra nấu ăn lấy, chúng tôi xay gạo, giã gạo lấy, chúng tôi làm ấy. Thế thì là cái sức khỏe của tôi nó giữ được. Thế cho nên lúc mà chính phủ bình dân ở Pháp thắng lợi rồi, thì có cái luật đại xá. Thì chúng tôi được hưởng cái chế độ đại xá. Cho nên là từ cuối năm 35, 36 rồi đó thì là chúng tôi về trở lại hoạt động bình thường ở trong đất. Phải nói thêm là trong cái lúc mà chúng tôi bị chết nhiều ở trong nhà tù ở Côn Đảo như thế đó, một mặt đấy vì chế độ ăn uống nó quá kém, mặt nữa là nhà này rột hết, thế mà mưa thì chúng tôi ngồi trong nhà cũng là bị ướt hết. Thế cho nên là vì thế mà cái sức khỏe bị ảnh hưởng, vì nó gây bệnh, cho nên chúng tôi bị chết đến mấy trăm người ấy là trong thời gian 4-5 năm ở đây đó. Thì đây cũng là cái dịp thành lập Việt Minh ấy. Thì đấy cũng là cái dịp là đầu tiên Hồ Chủ tịch chúng tôi bắt đầu về nước. Và chúng tôi phải tổ chức một cái chỗ đặc biệt cho các hộ chúng tôi, đó là ở giáp biên giới
ở Cao Bằng nhưng mà cũng là giáp biên giới với Trung Quốc. Để nếu mà có cái chuyện gì nó tụi thực dân Pháp nó tổ chức vây bắt gì đó thì là chúng tôi đưa Bác Hồ nó sang bên kia sang Trung Quốc. Thế thì Hồ Chủ tịch về mà chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước từ lúc mà sau khi Việt Minh ra đời. Thế thì cái lúc mà với cái thơ kêu gọi của Bác Hồ đó, sau khi có cái hội nghị thành lập Việt Minh đó, thì cái ảnh hưởng rất là lớn, có thể nói là động viên cả cái phong trào suốt trong cả nước, phong trào lên rất mạnh. Thế và khi các nơi lại biết là cụ Hồ Chí Minh, tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thì lại nâng cái lòng tin của nhân dân tôi lên. Bởi vì tên Nguyễn Ái Quốc thì rất là phổ biến ở trong trong nhân dân chúng tôi, biết là một nhà yêu nước lớn. Thế cho nên khi biết là người sáng lập cho Việt Minh, tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thì mọi người là đều tích cực tham gia vào cái phong trào yêu nước, tích cực tham gia vào những các cái tổ chức công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc. Bây giờ Bác Hồ nói vấn đề là phải đưa cái tinh thần cứu quốc vào để mà giáo dục cho nhân dân có cái tinh thần yêu nước. Cho nên vì thế mà các tổ chức của mặt trận lúc bây giờ là đều có một chữ yêu nước vào đây. Công nhân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc là như thế. Cho nên cái những năm 40-41 mà Bác Hồ tôi bắt đầu về, thế là cả một cái gì nó có cái chuyển động trong cái nhận thức, trong cái ý thức cách mạng của nhân dân thôi rất là mạnh. Thế vì thế mà có thể nói là khắp cả trong nước, từ phía Bắc cho đến phía Trung cho đến phía Nam, khi mà phổ biến cái lời kêu gọi của Việt Minh mà chính Bác Hồ thảo ấy, thì mọi người là đều là tin tưởng vào cái thắng lợi của cách mạng và tích cực tham gia vào phong trào ở Việt Minh là như vậy. Anh dịch đi. Trong tôi một chuyện này. Lúc mà thành lập Việt Minh đấy, thì lúc bây giờ là cái phong trào cách mạng trong nước lên mạnh, và cũng là lúc mà Hồ Chủ tịch tôi đã về, cho nên là mở cái đại hội của Việt Minh ở Tân Trào đó, năm 45 ấy, thì đó là một cái dịp để mà phát động cái phong trào khởi nghĩa trong toàn quốc. Thì bây giờ là đại biểu của các vùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam là có đủ. Thế thì cái hội nghị, cái đại hội Việt Minh ở Tân Trào ấy, thì cái tác dụng nó lớn nên là nó động viên chính trị trong cả nước. Cho nên là sau khi mà các đại biểu ở đấy ra về đó, thì cái phong trào khởi nghĩa trong toàn quốc nó lên rất là cao. Thế và bây giờ thì chúng tôi bắt đầu là tuyên truyền về cái vấn đề
cụ Hồ Chí Minh, tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Thế là nhân dân chúng tôi là mấy lâu nay là vẫn giữ một cái lòng tin ở cái chỗ một nhà yêu nước lớn như là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, cho nên là phấn khởi lắm, tích cực ở đâu đâu mà nghe cái đó rồi mà tích cực tham gia vào cái phong trào Việt Minh. Và chuẩn bị mọi cái điều kiện cần thiết để mà giành chính quyền. Mà bây giờ phổ biến là sau cái hội nghị ở Tân Trào về như thế đó, thì phổ biến các nơi là đều tổ chức thành những các cái đội cứu quốc quân. Là đâu đâu cũng là tổ chức cái lực lượng vũ trang của mình để mà chuẩn bị khởi nghĩa. Cho nên cái từ sau cái đại hội Tân Trào ấy thì nó gây một cái phong trào, một cái lực lượng cách mạng ở trong nước lên rất là cao. Và ai cũng chuẩn bị để mà chuẩn bị vũ khí đấy để mà tham gia vào cuộc khởi nghĩa. Cho nên là có một cái điều đặc biệt là tôi đi từ ở Bắc mà vào cho đến trong Nam thì gặp mấy nơi anh em hỏi này, hỏi tôi bảo thế cụ Hồ Chí Minh là ai, tôi bảo cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Thế thì này, các đại biểu đều nhảy cả lên một thôi, nếu mà đúng là cụ Hồ Chí Minh là đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì thôi không phải bàn gì đó, phải nhất trí, phải đoàn kết. Cái vấn đề, cái ảnh hưởng của Bác Hồ tôi đối với lại nhân dân các địa phương ấy, thì nó ảnh hưởng lớn như vậy này. Thế cho nên là vì thế đó, cách mạng tháng 8 thì nó có nhiều cái nhân tố mà nó tạo nên cái thắng lợi ấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là cái vai trò của Bác Hồ trong cái cách mạng tháng 8. Lúc bây giờ chúng tôi sau khi thành lập chính quyền ở miền Bắc với cuộc khởi nghĩa thắng lợi rồi đó, thì tôi được cử vào Nam để mà thống nhất cái lực lượng cách mạng ở trong đó. Bởi vì được biết là tỉnh trong nó chia rẽ nhiều nhóm, nhiều phái. Việt Minh mới, Việt Minh cũ, nó có cái lủng củng với nhau. Thế bây giờ thì Bác Hồ mới hỏi bây giờ ai biết ở trong đó, thì đi vào. Thì các anh em đều nói là tôi trước đã có công tác ở trong đó cho nên là tôi được chỉ định đi. Thế đi vào thì nói chung là đến Huế thì tốt, báo cáo về cái tình hình, nói với các bạn là trước cái khó khăn của các địa phương ấy, thì một cái vấn đề nó giải quyết được những cái khó khăn đấy là tôi nói là Hồ Chí Minh tức là Nguyễn Ái Quốc. Thì khi biết là cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, mọi người là vỗ tay ra như thế này và thôi, thế thì không có khó khăn gì nữa, không có cái gì là chia rẽ nữa. Thế là anh em ngồi lại rồi thì nghe bây giờ thì là đảng như Bác Hồ bây giờ chủ trương thế nào thì nghe rồi là thi hành thôi. Cho nên là tôi rất là phấn khởi là đi đến đâu mà nói là cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì mọi việc đều giải quyết tốt hết, đoàn kết
lực lượng ở trong trong tổ chức là đoàn kết nghĩa là nhân dân cũng đã phấn khởi biết là Cụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thì ai cũng rất là vui mừng. Còn gì nữa nhỉ? Anh tả lại cảnh Sài Gòn cái hồi còn năm mươi khi anh vào như thế nào? Cảnh thường là cảnh không khí ở Sài Gòn lúc đó. Cái lúc bây giờ đó, năm 45 khi mà chúng tôi từ ở Bắc mà đi vào ấy, thì thấy là nhân dân thôi thì rất là sôi nổi. Cái lòng tin vào cách mạng, cái lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương thì rất là sâu sắc. Thế và đặc biệt nữa là khi chúng tôi báo cáo là Cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì mọi người đều thấy là thôi thế thì không phải bàn gì nữa. Bởi vì lúc bây giờ chúng tôi có khó khăn là có Việt Minh mới, Việt Minh cũ. Trong cái tổ chức yêu nước có nghĩa là Mặt trận Việt Minh đấy. Nhưng mà rồi thì anh em có chia nhau là cái mới cái cũ cho nên là không có đoàn kết được. Thế thì lúc mà chúng tôi vào tôi đem cái chủ trương chung của Mặt trận Việt Minh mà nói mà bây giờ Việt Minh đây là trực tiếp là có đồng chí chỉ đạo đây là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc ấy, thì ai bỏ thôi thế không phải không còn có cái gì là phân biệt đó, thì là đoàn kết thống nhất ngay. Cho nên là nhất là cái tình hình là trong Nam Bộ, trong Nam Bộ là cái Việt Minh mới, Việt Minh cũ là nặng lắm. Thế mà khi tôi nói là bây giờ là người chỉ đạo của Việt Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì ai đấy là thống nhất ngay thôi, không có mới cũ gì hết cả. Giờ tất cả là phải theo tin theo vào Cụ Hồ Chí Minh, mà Cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Cho nên nói thế với các bạn để nói những vấn đề là cái uy tín của Bác Hồ tôi trong cái điều kiện như thế đó, nó tạo thành một cái sức mạnh cho cách mạng lúc bây giờ, một cái sức mạnh rất là lớn. Thế thì từ đấy mà chúng tôi bàn mấy lẻ anh em ở trong trong Nam, bây giờ gọi là Nam Kỳ đấy, để mà bàn về cái vấn đề là thống nhất cái lực lượng lại thành cái tổ chức Việt Minh. Thế rồi thì sau đó cùng với lại Trung Bộ thì ra cùng với ngoài Bắc này để mà tổ chức một cái đại hội để mà chính thức thống nhất các cái lực lượng với cái danh nghĩa là Việt Minh. Thì đó là một cái tôi muốn nói nhắc lại một cái chuyện để thấy cái tác dụng của Việt Minh, mà trong đó cái vai trò của Bác Hồ tôi là rất là quan trọng, có uy tín rất lớn để làm cho nhân dân cả nước tin vào cái mặt trận cứu quốc lúc bây giờ. Xong nhé. Dạ anh nói. Dạ anh nói chuyện là quân Anh nó vào như thế nào và có những cái sự kiện gì và anh chuẩn bị kháng chiến như thế nào đối với quân Anh. Ở cái tình hình khởi nghĩa ở trong nước tôi nói chung mà đặc biệt ở Nam Bộ thì nó rất là có nhiều cái rất là khó khăn. What can I say?
thôi. Anh cứ yên chuyện này nói lại. Ừ. Bởi cuộc đấu tranh của chúng tôi để mà giành lại chính quyền trong năm 45, nó có nhiều cái tình hình rất là phức tạp. Bởi vì bên cạnh cái quân thực dân Pháp ở đó đó, thì bây giờ là quân Anh Ấn nó kéo vào nữa. Mà tụi Anh Ấn nó đi đến đâu đó thì là nó đàn áp phong trào quần chúng rất là tệ. Thế cho nên bây giờ đó, thì sau khi mà chính phủ thành lập ở miền Bắc rồi và có đại biểu ở đại biểu miền Nam cũng có đại biểu đấy, nhưng mà Hồ Chủ tịch chúng tôi đặt vấn đề là bây giờ phải có mấy người đã làm công tác ở trong đó, phải đi vào trong đó thì người ta mới mới tin. Thế cho nên bây giờ là bởi vì tôi trước là tôi làm thợ ở mấy cái nhà máy ở trong đó. Thế cho nên bác Hồ bảo tôi đi. Thế là anh có nhớ ngày nào mình bắt đầu đi không? 26. Cả cái quân Anh nó vào như thế nào? Và lúc ấy phải thành lập chính phủ kháng chiến như thế nào? Sau khi chúng tôi giành được chính quyền ấy, thì Đế quốc Anh can thiệp ngay, đưa một cái đạo quân Anh Ấn vào miền Nam chúng tôi. Thế thì là lúc bây giờ đó, thì chúng tôi phải thành lập ngay cái chính phủ của Nam Bộ, chính quyền cách mạng của Nam Bộ, và kêu gọi nhân dân miền Nam để đoàn kết thống nhất với lại nhân dân miền Bắc để mà bảo vệ chính quyền cách mạng. Thế cho nên này là tôi mới bàn với các đồng chí phụ trách lúc bây giờ. Bây giờ là còn là anh Trần Văn Dầu đấy. Để mà mở cái đại hội của mặt trận của miền Nam. Thế thì sau khi có cái cuộc hội nghị đó, thì nghe báo cáo về cái tình hình cả nước, cái tình hình chính quyền cách mạng ở miền Bắc, thì nó động viên cái tinh thần anh em ở trong đó. Và một cái vấn đề nó nổi lên ấy, là ai cũng hỏi Cụ Hồ Chí Minh là ai. Nhưng khi tôi nói là Cụ Hồ Chí Minh tức là đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì ai nấy là phấn khởi, nói là thôi không có thể có cái gì là chia rẽ nữa, phải đoàn kết nhất trí. Thì tin tưởng nếu bây giờ mà Bác Hồ là đồng chí Nguyễn Ái Quốc rồi thì bây giờ là đoàn kết thống nhất. Thì đấy, tôi muốn nói cái một cái chi tiết đó để các bạn thấy là cái vị trí của Bác Hồ trong cách mạng Việt Nam nói chung và
đặc biệt là trong cái cách mạng tháng 8 thì nó rất là rõ như vậy. Anh dịch cho các ông ấy.